Xin chào các bạn nha. Mình cho các bạn xem sơ về tình trạng bông của mình nha. Xài mình phun kích được 25 ngày nữa các bạn. Bên này là nó bung trà hết cỡ rồi, đang nở cũng khoảng 3-40%. Cắt và lọc không nha các bạn. Đây là miếng xà lá mình mua các bạn ơi, mua tứ. Các bạn thấy không? Các quả lọc mà ra như vậy thôi là ngon dữ lắm rồi. Mình sẽ đi cho các bạn nhìn sơ qua tình trạng bông của mình. Mình đã phun kích được 25 ngày tuổi nha các bạn, mình nhắc lại nha. Phun kích được 25 ngày rồi nha các bạn. Khoảng tháng 11 các bạn ơi.
có đâu được mấy cây Đài Loan. Phần lớn là sợi cát và lọc nha bạn, nó xen đâu được mấy cây Đài Loan, gà bông quá trời luôn. Gà bông mạnh dữ dằn lắm nha các bạn, cực mạnh luôn. Rồi, mình quay sơ sơ cho các bạn thấy hiện trạng bông thôi. Giờ mình tiến hành pha thuốc các bạn ơi. Nay mình phun thuốc dưỡng bông nha các bạn, tăng độ cháy. Sâu vô mua rất là nhiều thuốc luôn. Hôm nay mình tưới là này đi, Amita này của Hoa Kỳ chứ không phải Syngenta nha các bạn. Như diệt khuẩn, ngừa vi khuẩn các bạn ơi. Chị luôn. Này mình tưới có này tứ mạnh rồi, thôi mình tứ đi than nữa. Than có thuốc bột cho nó dễ bám dính viên bông. Than thì mình tứ 250 g. Có lúc bệnh kia mạnh rồi, chủ yếu có bột này để cho nó dễ bám dính trên bông thôi.
tới nguyên chai luôn. Tiếp theo là vi khuẩn các bạn, ngừa vi khuẩn bông các bạn. Em mà thấy chai này tưới được 2 phi nha các bạn. Các bạn ơi, bữa nay mình phun rửa dưỡng bông các bạn, đi thuốc gì đó mình làm tài liệu cho các bạn tham khảo nha. Các bạn thấy hay thì cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Đây là mình xin nhắc lại nha, này là phun thuốc rửa bông xoài cát và lọc nha các bạn, dưỡng bông nha, đặc biệt là cát và lọc.